Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây sẽ phải trả giá đắt vì đánh cắp tài sản Nga. Nga tuyên bố thỏa thuận an ninh Mỹ-Ukraine chỉ là mảnh giấy. Nga biến xe tăng thu được từ Ukraine thành vũ khí điều khiển từ xa. Ukraine để lọt tên lửa Kinza Iskander-M trong đòn tập kích của Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố kế hoạch thế chấp lợi nhuận từ tài sản Nga do G7 đề xuất là hành động ăn cắp mà Moscow sẽ trả đũa. Nhà lãnh đạo Nga nói, các nước phương Tây đã đóng băng tài sản và dự trữ ngoại hối của Nga. Họ đang tìm cách xây dựng cơ sở pháp lý để chiếm đoạt chúng. Hành động ăn cắp sẽ luôn là ăn cắp, dù họ có dùng trò láo cá gì đi nữa, và điều đó sẽ dẫn tới những động thái trừng phạt. Phát biểu được đưa ra sau khi Thủ tướng Italy Giorgia Meloni thông báo, lãnh đạo các nước G7 đã nhất trí về kế hoạch thế chấp lợi nhuận phát sinh từ khối tài sản hơn 300 tỷ đô la Mỹ của Nga đang bị đóng băng ở nước ngoài, chủ yếu là tại Liên minh châu Âu EU, để vay 50 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin cho rằng hành động này sẽ phá hủy hệ thống tài chính do phương Tây xây dựng, vốn mang lại sự thịnh vượng và nguồn tiền lớn cho họ thông qua các khoản vay nợ, nghĩa vụ tài chính trên khắp thế giới trong suốt hàng chục năm qua. Ông nói thêm, rõ ràng mọi quốc gia và doanh nghiệp không còn an toàn, cả về mặt kinh tế và pháp lý. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của Mỹ và đồng minh phương Tây. Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga sẽ ngừng bắn và bắt đầu đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ lực lượng khỏi 4 tỉnh mà Moscow sáp nhập cuối năm 2022. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các đơn vị Ukraine rút lui khỏi khu vực. Hồi tháng 3 năm nay, EU đã nhất trí xúc tiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để viện trợ Ukraine. Kiev có thể nhận khoảng 3 tỷ euro, tương đương 3,25 tỷ đô la Mỹ một năm, lên tới 15 tỷ euro cho giai đoạn 2023-2027, tùy theo điều kiện thị trường. Tuy nhiên, Mỹ muốn thúc đẩy nỗ lực này nhanh hơn, mạnh hơn bằng một khoản vay lớn. Quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden nói Mỹ sẵn sàng cung cấp lên tới 50 tỷ đô la Mỹ, nhưng đóng góp từ Washington có thể ít hơn đáng kể bởi đây là sáng kiến chung. Moscow từng chỉ trích ý tưởng của các nước G7 về tận dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine và dọa đáp trả. Tháng trước, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về quy trình tịch thu tài sản Mỹ bị đóng băng ở Nga để bù đắp thiệt hại do lệnh trừng phạt từ phương Tây gây ra. Ngày 14 tháng 6, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố thỏa thuận an ninh Mỹ-Ukraine mới được công bố chỉ là những mảnh giấy. Bà Zakharova nói, những thỏa thuận này không có ý nghĩa gì cả, chúng không có hiệu lực pháp lý. Theo bà Zakharova, các thỏa thuận chủ yếu nhằm mục đích cho những công dân còn ở Ukraine thấy rằng cộng đồng thế giới dường như vẫn ở bên họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, trên thực tế, họ trốn tránh mọi trách nhiệm pháp lý đối với tương lai của Ukraine. Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi Ukraine ký kết thỏa thuận hòa bình 10 năm với Mỹ và Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy. Thỏa thuận giúp củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên NATO. Thỏa thuận nhằm cam kết các chính quyền tương lai của Mỹ cũng sẽ ủng hộ Ukraine, kể cả cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Nội dung thỏa thuận nêu rõ, thỏa thuận an ninh Mỹ-Ukraine là khuôn khổ cho nỗ lực lâu dài nhằm giúp phát triển các lực lượng vũ trang lỗi thời của Ukraine và là một bước tiến tới việc Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên NATO. Thỏa thuận cũng tuyên bố, Mỹ có ý định cung cấp trang thiết bị, đào tạo và tư vấn dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật, tình báo, an ninh, công nghiệp quốc phòng, thể chế và các hỗ trợ khác để phát triển các lực lượng an ninh, quốc phòng Ukraine có khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Theo thỏa thuận, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào Ukraine hoặc có mối đe dọa về một cuộc tấn công như vậy, giới chức trách Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau trong vòng 24 giờ để tham vấn và xác định những nhu cầu phòng vệ bổ sung mà Ukraine cần có. Thỏa thuận sẽ cho phép hai nước chia sẻ thông tin tình báo, tổ chức các chương trình huấn luyện và giáo dục quân sự, cũng như các cuộc tập trận quân sự kết hợp. Về phần mình, Tổng thống Zelensky gọi đây là một thỏa thuận lịch sử giữa Mỹ và Ukraine, là cầu nối giúp Ukraine tiến gần hơn đến tư cách thành viên NATO. Kiev từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO, song đến nay liên minh này vẫn chưa đưa ra một lộ trình cụ thể để kết nạp Ukraine. Nếu gia nhập NATO, Ukraine sẽ được đảm bảo an ninh theo điều 5 của Hiến chương NATO về cơ chế phòng thủ chung của khối. Tuy chưa đạt được mục đích gia nhập NATO,
song Ukraine đã ký kết thỏa thuận an ninh song phương với nhiều quốc gia. Ngày 13 tháng 6, Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã ký tổng cộng 17 thỏa thuận an ninh và chuẩn bị ký thêm 10 thỏa thuận nữa. Các nhà lãnh đạo G7, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ đang nhóm họp thượng đỉnh ở Italy. Một trong những chủ đề của hội nghị là thảo luận phương cách duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine. Tại cuộc họp ngày 13 tháng 6, các lãnh đạo G7 đã nhất trí kế hoạch lập quỹ cho vay 50 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine trích lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga. Quân đội Nga đang thử nghiệm việc sử dụng xe tăng thu được từ Ukraine như các loại vũ khí điều khiển từ xa, tương tự với máy bay không người lái UAV. Cụ thể, theo The Driver, truyền thông Nga mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lính nước này vận hành xe tăng T-72 thu giữ của Ukraine bằng một bộ điều khiển từ xa. Trong đoạn video, đơn vị xe tăng của Nga đã vận hành chiến xa T-72 bằng một bộ điều khiển tương tự UAV góc hình thứ nhất. Tầm nhìn từ phần tháp pháo khá rõ ràng và có thể khai hỏa nếu thấy mục tiêu. Ở phần sau đoạn video, binh lính Nga thứ hai đã điều khiển chiếc xe tăng bằng một bộ điều khiển từ xa khác. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, sẽ có hai sĩ quan vận hành một chiếc xe tăng từ xa, một người điều khiển phần tháp pháo theo góc nhìn thứ nhất, người còn lại phụ trách lái xe. Báo cáo của trang theo dõi quân sự ORIC cho biết, Nga đã thu giữ được ít nhất 6 xe tăng T-72 của Ukraine. Hiện tại chưa rõ, Moscow sẽ triển khai các xe tăng điều khiển từ xa như thế nào tại tiền tuyến. Nhưng trước đây, họ đã sử dụng xe tăng điều khiển từ xa cho các nhiệm vụ, giả phá bom mìn. T-72 là dòng xe tăng được phát triển từ Liên Xô. Chiến xa này có chiều dài 9,53m, chiều rộng 3,46m, chiều cao 2,19m, trọng lượng cơ bản 41 tấn. Với động cơ diesel V481, công suất 780 mã lực, T-72 có thể đạt tốc độ tối đa 60 km/h trên địa hình bằng phẳng, 45 km/h trên địa hình gồ ghề. Về hỏa lực, T-72 có một pháo nòng trơn 125mm, 2A46M, tốc độ nhả đạn tối đa 8 phát trên phút. Bên cạnh đó là một súng 12,7mm NSV và một súng máy đồng trục 7,62mm trên tháp pháo. Phần giáp của T-72 được thay đổi theo từng phiên bản nhưng đều có khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng phổ biến. Trong một diễn biến khác, các máy bay trong căn cứ không quân Ukraine nằm ở tỉnh Dnipropetrovsk tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Nga. Theo đó, đoạn video được trang rg.ru trích dẫn từ Bộ Quốc phòng Nga gần đây ghi lại cảnh máy bay không người lái UAV Lancet tấn công cường kích Su-25 nằm trong khuôn viên căn cứ quân sự Donetsk-Zevo thuộc địa phận của tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine. Theo những hình ảnh được một UAV khác của Nga ghi lại, khí tài Lancet đã lao thẳng vào máy bay cường kích Su-25 Ukraine mà không gặp bất kỳ cản trở nào từ các đơn vị quân Ukraine đóng trong căn cứ. Đòn tấn công của Lancet lập tức tạo ra vụ nổ ở khu vực cánh và thân trái chiếc Su-25, khiến khí tài Ukraine bốc cháy dữ dội. Cho tới thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine chưa bình luận về hình ảnh được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ngày 14 tháng 6, Ukraine tuyên bố đã chặn 24 tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV cầm tư của Nga, nhưng để lọt nhiều tên lửa đạn đạo Iskander-M và siêu vận âm Kinzhal. Theo đó, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, rạng sáng cùng ngày, Nga đã triển khai 10 tên lửa hành trình KH-101-555, một quả đạn siêu vận âm Kinzhal, 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và 17 UAV cảm tử kiểu Shahed-136-131 nhằm vào nước này. Cơ quan này cho hay, lực lượng phòng không đã bắn hạ 7 tên lửa hành trình KH-101-555 và toàn bộ 17 UAV cảm tử trên bầu trời tỉnh Khmelnytsky, Kharkov, Mykolaiv, Odessa, Zaporizhia, Dnipro và Kirovograd. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine không đề cập tới tên lửa Kinzhal và 3 quả đạn đạo Iskander-M. Sau đó, phát ngôn viên Không quân Ukraine Ilya Shetlap cho biết, lực lượng Nga đã nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng thiết yếu trong đòn tập kích. Ông nói thêm, quả đạn Kinzhal hướng tới tỉnh Khmelnytsky không đến được mục tiêu. Theo lãnh đạo tỉnh Khmelnytsky, 11 mục tiêu đã bị bắn hạ trên vùng trời địa phương này, nhưng thêm rằng cuộc tấn công đã khiến một số cơ sở hạ tầng bị bốc cháy. Truyền thông Ukraine sau đó công bố dữ liệu đường bay của tên lửa và UAV Nga cho thấy phần lớn vũ khí nhằm vào thành phố Starogod, Tiatinip ở tỉnh Khmelnytsky, trong khi các tên lửa Iskander-M phóng từ bán đảo Crimea nhằm vào khu vực gần thành phố Zaporizhia do Kiev kiểm soát. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
sân bay Starogostyachnyiv từng nhiều lần hứng chịu các đòn tập kích quy mô lớn của Nga. Sau đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 cho bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow Scalp Eagle do Anh và Pháp viện trợ. Hồi tháng trước, hãng tin Ria Novosti của Nga dẫn lời người điều phối lực lượng nằm vùng tại Ukraine nói rằng sân bay Starogostyachnyiv cũng là địa điểm sắp tiếp nhận tiêm kích F-16 có thao trường huấn luyện tân binh vận hành khí tài do phương Tây viện trợ. Tên lửa siêu thanh Kizan có khả năng mang theo đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân nặng tới 480 kg với phạm vi hoạt động lên tới 2.000 km, tốc độ tối đa 3.430 m/s. Tên lửa này là phiên bản cải tiến từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của quân đội Nga, loại tên lửa được thiết kế để phóng từ các bệ phóng trên xe tải. Điểm khác biệt giữa Kinzhan và Iskander là Kinzhan được phóng từ máy bay chiến đấu ở độ cao lớn thay vì từ mặt đất nên sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn. Nhưng chúng tương đối giống nhau về cơ chế hoạt động và đều khó bị hệ thống phòng không đánh chặn do có quỹ đạo bay phức tạp. Kinzhan có thể triển khai từ các tiêm kích MiG-31K, MiG-31Y. Kinzhan là một trong 6 vũ khí thế hệ tiếp theo mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ trong bài phát biểu hồi tháng 3 2018. Nga ban đầu phát triển loại tên lửa siêu thanh này để chọc thủng các hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ.